Kính thưa quý vị nha, quý vị thấy ai quen không? Đây là Hiếu đây, Hiếu Sài Gòn đây, và quý vị thấy đằng xa background của Hiếu là một cái đình thần. Hiếu sẽ quay lại cho kỹ phía sau cho mọi người coi nha. Đây là đình thần Bình Đức. Đây là đình thần Bình Đức, là cái nơi mà Hiếu đã gần 10 năm nay, Hiếu mấy anh em huynh đệ rồi đó, thiếu nhi rồi đó, thì thường xuyên tập luyện ở đây. Đây là mấy cái xe đó, đây là cái sân anh em tập luyện nè. Nãy đang phát live stream mà hết, bị 3G hết à đó. Mỗi buổi sáng anh em tập luyện đây nè, anh em nào thanh niên ưu tú, mỗi buổi sáng thì 5 giờ sáng nha, 5 giờ sáng tới đây tham gia tập luyện cho nó khỏe nè. Mặc dù là vừa rồi Hiếu cũng bị Covid và hết rồi, và bây giờ ra tập luyện lại ngon lành. Cái vấn đề cốt lõi quý vị tới đây bây giờ quý vị cũng biết rồi là Covid Covell gì, thì vấn đề rèn luyện sức khỏe là vấn đề cái tiêu chí đầu tiên, rèn luyện sức khỏe nha. Hiếu sẽ đã một vòng rồi, Hiếu sẽ cũng vô tập luyện cùng với quý vị luôn, cùng với anh em luôn, cho quý vị cùng xem. Đó, thanh niên xung rồi, thanh niên phải tập vậy chứ. Trong lớp bây giờ là có 2 bạn nữ. Rồi, Hiếu đã một vòng xong rồi vô tập. Hiếu sẽ vô tập với mọi người luôn. Hiếu làm cái video này chỉ đơn giản thôi. Đơn giản là muốn gửi một anh chị các bạn một thông điệp là rèn luyện sức khỏe cực kỳ quan trọng. Đặc biệt nhất là qua cái đợt dịch bệnh Covid vừa rồi, chúng ta thấy rằng cái chuyện mà rèn luyện sức khỏe cực kỳ quan trọng. Và bản thân Hiếu đã từng bị Covid luôn, và sau một thời gian khoảng chừng một tuần là sức khỏe không tốt lắm, và bây giờ Hiếu ra tập lại rất là bình thường. Ok, mọi người cùng cứ để đây nha, cứ để đây là mọi người. Ok. Rồi, đây sẽ là cuộc tập với anh em. Nghe cái tiếng hét thì quý vị biết là cái phổi mình đã trở về bình thường rồi. Sao kì đang quay mà tắt kìa, không biết vì lỗi gì khi đang quay mà tắt. Yeah.
Thế còn thanh niên quý vị à, còn đó thanh niên nha à. Cái quan trọng là cái đợt Covid vừa rồi là có một cái cảm giác là cái phổi của mình đó, cái hơi thở mình đó, là nó không có dài, nó không có được bình thường, nó bị đứt hơi á. Đi ra tập lại một tuần nay là nó cái hơi thở cái phổi mình nó phục hồi lại trở về bình thường, nó ok. Không có gì, có một ý nữa, cái gì để ý tập luyện ở đây là trên một cái sân đất bê tông nha, và anh em lăn lê nhào lộn rồi rất là thoải mái. Mọi người nhiều bộ môn họ nói rằng đây là nó dơ, mình tập luyện nó dơ bẩn, nhưng mà ở đây nó có cái lý do của nó. Khi mà mình tập luyện trên cái đất, trên cái nền đất mẹ như vậy á, ở giữa né ra một tí, trên cái nền đất mẹ như vậy thì nó nuôi mình một cái khí nó rất là hay, cảm giác rất là tuyệt vời. Hey! 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 H
Chị nghe để ý cái tiếng hét rất là thoải mái sảng khoái, nghe cái tiếng hét là biết là một tay rồi nha. Thôi rồi, đây là động tác cuối cùng rồi. Động tác cuối kết thúc buổi tập rồi. Xin chào mọi người nha, chào cả nhà.